tới đây mà sắp ra trường rồi. Với bà dạy cũng gần chục năm rồi nhớ. Ê, nghe nói gì đó. Ủa, ông đang nói gì á? Tôi nói là sắp ra trường rồi. Rồi sao? Thì sắp ra trường rồi, bà đã có cơ hội ngồi kế tôi dạy được nữa. Trời ơi, tôi đâu có ngồi với mấy người nữa. Tôi á, sẽ ngồi với hoàng tử của tôi á. Khùng, thời đại nào rồi còn hoàng tử với công chúa? Chắc chắn là có. Tôi á, tôi tin vào tình yêu vĩnh cửu á. Thôi bà, cái harmonica đã thổi đi. Không. Lấy đi mà. Không, tôi đã phải hoàng tử với bà. Trời ơi, lấy đi mà. Từ từ. Chắc đợt này
Quang phải nhờ Quang Vy nhiều lắm đó. À, thôi, chắc cũng tới giờ rồi. Bây giờ Lâm đi đây. Hai người chơi vẻ nha, tạm biệt. Bye, bye bye. Vậy bây giờ hướng dẫn viên bất đắc dĩ xinh đẹp tức giận tôi đi đâu đây? Biết rồi. Chờ Quang chút nha. Vì có cảm thấy hạnh phúc không? Trời ơi, hỏi gì kỳ vậy? Thì có chứ, Vi thương Quân thật lòng mà. Không tin lòng và mãi mãi đâu cô gái. Trời ơi, nói cái gì kỳ vậy? Thương mà ông là ai vậy? Cô không cần biết ta là ai, cô cái trẻ. Nhưng ta nói cho cô biết, trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu đâu. Ngay cả cái kẻ quan đang thở chờ như nữa, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường và ích kỷ thôi. Ông nói Quân hả? Tôi không tin đâu. Tôi biết ở đây thật lòng mà. Ai cũng có quyền biện minh, nhưng cô có dám nhìn chung điều có người nói không? Ý ông là gì? Ý ta là đây là một chiếc mặt nạ đặc biệt. Khi cô đeo nó vào, cô sẽ biết thức tình cảm
mà có đen ảo tưởng kia thật chẳng được gì. Ông lẩm cẩm rồi, chiếc mặt này đó chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy thì cô có thử đeo nó vào đi, để kiểm chứng xem điều cô đang nói là đúng hay sai. Tôi chẳng có gì phải sợ cả, tôi sẽ đeo nó vào và vẫn tin vào tình yêu của mình. Người ta quên nó sầu rồi.
may mắn đều chỉ tập mẹ của cô ta về. Cô ta đã nhận ra được bộ mặt thật của tình yêu cô ta. Nhưng ta không ngờ lại còn có anh. Thì ra chứ sao phải làm cho lấy cái đó như vậy. Ta đâu có làm gì sai. Tất cả là do cô ta lựa chọn. Còn anh có thể chấp nhận yêu một con người xấu xí như vậy sao? Phải. Chấp nhận. Không phải là không có, chỉ có điều anh có đồng ý đánh đổi không? Ý ông là gì? Ý ta là hoặc là cô ta, hoặc là anh phải là người đeo chiếc mặt nạ đó. Thank you.
trên đỉnh đầu. Giống con hạt giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu. Giống con hạt giấy kia cứ xoay tròn mãi. Say.